Xin chào tất cả các anh em, mình là Nam Vũ đây. Hiện tại thì mình đang ở bản Lác Mai Châu. Ở đâu nhỉ? Thỏ ơi, Thỏ có mệt không? Đi xa thế mệt không? Kiểu Mình con nghe một cái hạt vitamin đó bố. Thỏ ăn nào. Thỏ ơi, đấy là cái gì đấy? Kẹo. Kẹo à? À. Ăn ngon không? Ngon không Thỏ? Ngon à? Cho bố xin được không? Cho bố xin à? Không á, cho bố xin. Bố xin à? Không. Không à. Em nói gì để chào khán giả đi. Cho khán giả biết là mình vẫn còn làm YouTube. Dạo này ít tương tác trên YouTube quá. Có đẹp chứ. Quan trọng gì đẹp đâu, quan trọng là khán giả yêu quý mình thì đúng không? Quan trọng với phải là xinh đúng không mọi người? Chắc chắn rồi. Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh của anh Navu nhé. Mình vẫn là Yến Ỉn đây. Xin chào tất cả mọi người. Vẫn nuột như ngày nào. Đấy. Nếu mà em chăm chỉ thì em sẽ trở thành một TikToker nổi tiếng đấy. Đấy, dạo này thì đúng là mình ít upload video trên kênh YouTube Navu thật. Đấy, bởi vì thực ra thì mình có nhiều cái công việc khác ấy. Đấy, thế nên là chắc chắn xác định là sẽ mất tương tác trên kênh rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ mình cũng không còn quan trọng cái vấn đề là phải tương tác hay là view như nào trên kênh nữa. Đơn giản thì kênh này mình chỉ sẽ dùng để là lưu giữ những video khoảnh khắc mà mình đi chơi với gia đình, hoặc là những cái mà mình cảm thấy vui vui khi mà mình chạy chiếc xe của mình chẳng hạn. Đấy. Vậy nên mà anh em nào vẫn đang kiên trì ngồi xem cái video này của Navu thì mình hết sức là cảm ơn nhá. Bởi vì chắc chắn rồi, ai rồi cũng sẽ già đi. Rồi một ngày nào đấy thì mình cũng sẽ không đủ sức khỏe để mà chạy mô tô nữa. Lúc đấy chỉ còn những cái khoảnh khắc mà mình sẽ quay khi mà ở bên gia đình thôi. Màu hồng đẹp hơn mẹ. Hồng kia là sắc màu. Thỏ ơi, quay ra đây khoe mũ bố nào. Có cái gì này? Hay thế nhỉ? Ôi, hay thế. Thỏ ơi, mẹ có áo con gấu đấy. Con gì đấy Thỏ? Con gấu với cổ này. Bố có cầm một chai nước đi đúng không? Đó. Tám. Đúng rồi, đếm đúng rồi, Thỏ đếm đúng rồi. Ok, cả nhà bây giờ sẽ dậy đi ăn sáng anh em ạ. Sẽ thưởng thức cái buổi sáng ở bản Lác Mai Châu. Hai mẹ con đã lên đồ và bây giờ thì chúng ta cũng lên đường. Hai đồng chí cùng lên đường đây nào. Đấy, đây là cái khu resort khá là trông khá là thiên nhiên anh em ạ, mang đậm chất thiên nhiên luôn. Ở đây có một cái bể bơi này, kiểu tối đến anh em sẽ pool party ở đây. Còn đây là cái nhà mà mình ở ấy. Đấy, thì nó sẽ kiểu như này, nó là bằng gỗ và có lợp mái, đúng chất kiểu nửa thiên nhiên nửa hiện đại ấy. Anh em.